tháng em ra được 2 lần. Tháng có 2 lần là ít rồi. Ý em muốn 1 tháng mấy lần? Tuần lần. Tuần lần. Mời bạn trai. Chào bạn. Bạn dạ. Tên gì giới thiệu luôn? Em tên là Bùi Hòa Bình. Năm nay là em vừa mới bước qua tuổi băm rồi. Em làm về kinh doanh. Dạ. Rồi, mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Vỗ tay quá trời các bên kia. Dạ, em chào chị Cát Tường. Dạ. Chào anh Quyền Linh, chào bạn cùng chơi. Dạ, em là Trần Minh Nguyệt, 25 tuổi. Em hiện là giáo viên dạy tiếng Anh với dạy nhạc. Dạy tiếng Anh và dạy nhạc. Dạy dạ. Ở đâu em? Ở Vũng Tàu. Ủa mà em dạy ở Vũng Tàu hả? Dạ. Là hiện giờ em ở Vũng Tàu luôn. Em ở Vũng Tàu luôn ạ. À, là hôm nay lên đây để tham gia chương trình thôi hả? Dạ đúng rồi. À, ủa anh kia quê ở đâu nãy nghe chưa rõ. Dạ dạ em sống ở Sài Gòn chị ơi, thành ra là đi cũng gần. Nhưng nếu giờ ba quen bạn gái ở Vũng Tàu thì tháng ra mấy lần? Chắc một tháng em ra được 2 lần. Đúng rồi. Tháng 2 lần thì em thấy hơi ít chị, tháng có 2 lần là ít rồi. Ý em muốn một tháng mấy lần? Tuần lần. Tuần lần. Được không? Tuần lần là coi như tháng 4 lần. Dạ thí dụ như mà một tháng 2 lần mà một lần 2 ngày được không chị? Người chơi thấy tiếc chút sức khỏe rồi không? Dạ. Tiếc chút công sức. Không có, dạ. Thấy không đúng, được đúng rồi. Không có nhiệt tình lắm. Đúng rồi. Mình nhiệt tình quá mà. Mới quen thì chơi không nhiệt tình rồi. Ta bận công việc bên đây là làm giám đốc phát triển thị trường đúng không? Dạ vâng, em hiện đang làm về thang máy. Bạn làm nghề thang máy, bạn làm giám đốc phát triển thị trường, bạn đi suốt như vậy. Dạ. Đúng là không có thời gian quen bạn gái rồi. Dạ. Không lẽ mình không có chừa một cái khoảng không gian nào cho bạn gái hay sao? Em từ sau khi cái mối tình cũ á, em cũng cũng buồn nhiều. Với lại em cũng có một cái hy vọng là cô ấy quay lại. Hả? Hả? Cô đi về em, đi về. Đi về. Vẫn còn yêu bạn kia. Không anh. Sao bạn nói mà vẫn mong quay trở lại? Dạ tức là trong một cái khoảng thời gian đó thì nó cũng buồn cũng lâu lắm. Nhưng mà một ngày á mình nhận ra là tại sao mình cứ phải buồn hoài à? Đúng cuộc rồi, sống của mình cuộc sống của mình có 60 năm trời à? À thôi đừng có nói chuyện cũ buồn nữa, bên đây tao muốn đi về rồi đấy nè. Dạ có chứ anh, nghe bài Khi Người Đàn Ông Khóc chưa? Nè bây giờ bạn này rất là tình cảm. Nói nữa là bên đây cổ đi về đó nha, nóng lắm rồi đó nha, giận rồi đó. Giờ nè em nói những cái điểm mạnh của em cho anh nghe coi. Dạ thật ra em tới đây giống như là em muốn trình bày hết những cái tư tưởng tình cảm của mình để mà mình chọn cái người phù hợp. Thì em nói hết lèo thôi, khuyết điểm thì em có nhiều lắm. Thứ nhất em là một người rất là thẳng thắn. Thứ hai em hơi nóng tính. Em nghĩ khuyết điểm cũng hơi bự đó chị. Hơi nguyên tắc, có nghĩa là một vài lần gặp em thì em sẽ rất là nguyên tắc, khó gần. Nhưng mà thân rồi thì cũng vui lắm, không có gì đâu. Với lại hơi có cảm xúc mạnh á. Có nghĩa là mình nói cái gì, mình làm cái gì, mình cũng phải dồn hết vào mình nói, mình làm ngay lúc đó đó. Có nghĩa là con người mình có tư chất nghệ sĩ. Đúng rồi đó chị. Cho nên là mình làm việc theo cảm xúc. Thế là bây giờ là thích nhau. Mà nói vài câu quê là họ thích thích thích. Có nghĩa là cảm xúc hơi tuột rồi đó. Nãy giờ là tuột tới rồi. Đây là tuột rồi. Bởi chị biết em tuột mà chị đang ráng bơm đúng em lên. Nói gì cho nó hết tuột ơi, nói gì cho nó hết tuột ơi. Em hơi lạ đó là em học luật, em tốt nghiệp đại học luật. Em có một thời gian qua Úc học một năm rồi. Em về đây hồi đầu năm em cũng đi làm rồi. Nhưng mà bức bách quá, thế là em bây giờ chỉ có đi dạy tiếng Anh và đi dạy nhạc thôi. Nhưng mà bên cạnh đó em cũng có một số ưu điểm như sau. Đó là em thích chăm sóc nhà cửa. Em rất thích nấu ăn. Ước mơ lớn nhất của cả đời em là có một cái khu vườn nhỏ của mình. Đại khái là phát triển mô hình vườn rau sạch. Vườn rau sạch. Dạ, làm nông dân đại khái vậy đó chị. Và hôm nay em đến đây là em khát khao gặp người đàn ông như thế nào? Cũng không cần giống em lắm đâu. Vậy em thấy em cũng hơi lạ đó. Cho nên là chỉ cần hiểu thôi. Với lại vun đắp trồng làm một khu vườn cho em. Có khao khát không? Dạ thì những cái sở thích với lại những cái tính cách của bạn đó thì giống y chang em luôn. Cái mong ước của em cũng là trồng rau sạch luôn. Thật ra mình sống trong môi trường này mình thấy nó ô nhiễm quá. Mai này nếu mà em có tiền á là em lên núi em sống. Hoặc là em về mình biển gì đó em sống và em sẽ trồng rau, nuôi cá, nuôi bò vậy đó. Cũng cùng sở thích ha. Dạ. Khuyết điểm gì, ưu điểm gì nói cho bạn kia biết luôn. Nhắm đi để bạn tụt cảm xúc á. Ưu điểm là em rất là vui tính, em hài hước. Và em nói chuyện thì nó dễ gần. Dễ gần, nó mới lên câu đầu tiên là thấy là dễ quê rồi chứ dễ gần. Dạ, tại vì em muốn chia sẻ cái thật của em nó đang là như vậy. Tức là trong quá khứ thì... Thôi bỏ khoảng quá khứ đi, bỏ. Mình phải sống tới cái vườn rau sạch phía trước. Dạ. Thì cái yếu điểm của em á, thứ nhất á là em ngủ ngáy. Và cái này là... Tụt nữa. Sao tụt hết khuyết điểm mà nói ra. Và cái thứ hai là em có một cái mùi mùi hôi cơ thể.
Dạ thành ra có là đâu, có gì đâu. Ngoài những cái phần đó thì nhưng mà bù lại cái chuyện mà mùi hôi á thì em hay tắm lắm. Thật ra một ngày em tắm cũng 2 lần. Tôi không hôi mà ngày tôi cũng tắm 5 lần. Dạ. Và dạ chị ngửi thấy mùi gì không chị? Nó thiệt luôn hả? Dạ đúng rồi chị. Mùi cơ thể tôi không phải mùi hôi. Dạ. Cái đó người ta giấu đi, ai đâu mà lên mà phủ ầm vô người ta vậy. Người ta một cái người nghệ sĩ mong manh ngồi bên kia kìa. Dạ. Tên gì mà quốc nãy giờ người ta tụt cảm xúc tụt tới dưới. Tôi mới có lâu lên được như đây, ông dập xuống nữa. Dạ. Rồi muốn đi kiếm vợ không? Dạ muốn chị. Cô này dễ thương lắm á nha. Nói quá một hồi là hối hận á. Cao thấp sao, ngoại hình sao? Dạ em thì nếu mà từ 1m5 đến 1m9 đó là phù hợp với em. Gì rộng dữ vậy? Dạ. Khoảng cách xa vậy? Dạ tại vì thiếu mà thí dụ mà 1m5 á, khi mà hung á thì em ôm lên. Còn nếu mà 1m9 thì em đứng nhón chân cũng được. Được. Dạ. Được, ấn tượng rồi đó. Dạ. Chị. Hả? Thật ra em đăng ký thì em nói là em thích người có mùi cơ thể á. Có không? Dạ nhưng mà anh này anh nói là mùi hôi cho nên là em phản ứng vậy thôi. Vậy là mỗi người có một cái mùi á, mùi đặc trưng của cái người đó. Tuyến mồ hôi đó chị. Mùi đàn ông thôi phải không? Nhưng mà anh này anh nói mùi hôi cho nên là em hơi... Ủa biết đâu em yêu em thích cái mùi hôi của anh. Nhiều khi em lại ghiền cái mùi đó đó, cái đâu mà không có cái mùi đó là chết chịu không nổi luôn á trời. Thôi bây giờ là mình biểu diễn nghệ thuật đi. Làm một cái cho bên kia sợ chơi. Anh ơi, đàn đó là cô đó đàn hay là có người đệm đàn? Cô đó đàn chứ các đường làm gì biết đàn. Dạ. Dạ hôm nay đến đây thì em cũng có chép một bài thơ. Móc bóp giám anh đưa tiền hay gì? À dạ không. Bài thơ này nó chưa có tên. Dạ. Có phải anh khờ lắm phải không? 30 tuổi đến vẫn nằm không. Sáng trưa chiều tối công với việc, đi về nhà cửa cứ lạnh không. Lỡ có yêu anh em đừng sợ, tim anh nóng rực cả mùa đông. Nếu buồn gọi anh em biết không, có người chia sẻ tỏ nỗi lòng. 30 tuổi đến tình chưa có, đã có chương trình chắc thành công. Thiếu câu nữa. Yêu anh em có sợ không? Dạ. Mùi hôi thoang thoảng đâu đây đó. Dạ. Phải thêm câu đó nữa thì mới thật. Dạ. Đúng không? Dạ. Giờ vấn đề chỗ là giờ hôm nay em có được người thân gì để theo không? Có anh, hôm nay em có mời mẹ của em theo. Có mẹ hả? Dạ dạ. Có mẹ nữa đó. Chào cô ạ. Xin chào anh Nguyền Linh. Dạ. Cô nhìn thấy đối phương bên kia sao cô? Theo như mình thấy thì cô bé rất là xinh xắn. Nói chuyện cũng dễ thương. Rất là thích. Rồi, cảm ơn bác. Có đi với người thân không em? Dạ, em có đi với bạn thân của em. Em chào chị Cát Tường ạ. Em chào anh Quý Linh. Cảm xúc của bạn nãy giờ dành cho cái anh bên kia đó, em nhận xét ảnh sao? Có lẽ là cảm xúc của em cũng như cảm xúc của người ta cũng lên lên xuống xuống. Nhưng mà em hy vọng là anh sẽ không nóng tính, bởi vì Nguyệt nó rất là nóng tính rồi. Khi mà nó nóng tính một cái là em sợ luôn. Nóng có khi nào Nguyệt đánh ai không em? Dạ, đánh thì không có đánh. Chứ mà nóng mà làm gì? Nóng thì lừa lừa mắt rồi đập bàn cái rầm cái. Đập chi cho đau tay. Đập cho đập nè. Dạ. Bây giờ mình để anh xem thử bên đây. Nãy giờ khen đẹp lắm. Chào bạn, rồi dễ thương quá. Nhưng mà sao nóng tính vậy ta? Thì có nghĩa là em thể hiện cảm xúc nó trong sao nó vậy á. Có nghĩa là nói cái gì em cũng dồn cảm xúc vô hết. Thì nó như vậy thôi. Giống anh á, sáng anh đi trang vậy đó. Có gì bằng xử theo luật pháp là chứ không có gì đâu sợ. Rồi, kéo màn lên. Nhìn thẳng vô mắt bạn ấy nha. Chào em. Dạ, chào anh. Em cười. Hôm nay anh có mang một cái món quà tặng cho em. Dạ, em cảm ơn ạ. Em coi thử đi. Dạ. Cảm ơn ạ. Thôi kệ, đeo đi, đeo cho tình cảm kéo đi. Dạ được rồi. Dễ thương quá. Anh quan niệm thế nào về cái cuộc sống hôn nhân á? Thứ nhất á là phải biết hy sinh. Thứ hai á là việc thì phải chia sẻ với nhau. Dạ. Còn em á thì em cũng nói luôn, giống như là mình đến với nhau á là mình tìm hiểu nhau nghiêm túc và chân thành. Thế còn mình đi với nhau á thì mình phải chia sẻ. Cả một đoạn đường đó thì phải chia sẻ. Đó là có gì mình phải nói cho nhau nghe, chứ đừng có giấu. Đúng. Giấu ai mà biết được đâu. Đúng, đúng không? Dạ, anh nghĩ là cái đó là cái quan trọng nhất. Dạ. Với lại hồi nãy em có nói về cái vụ mà tính em nóng á, em đập bàn, em đập ghế, tính anh cũng vậy luôn á.
Thật ra có những lúc mà em cãi á, lúc cãi xong rồi em nghĩ là mình cũng hơi sai sai đó. Nhưng mà hả, cái lúc đó mình nóng quá mà. Thì nếu mà anh là người con trai mà chịu nhường nhịn một chút á, thì em cảm thấy em sai rồi, em sẽ sửa lỗi. À, chỗ đấy thì em yên tâm. Tức là anh sẽ chia đều ra, thí dụ như lúc này em nóng, lúc sau anh nóng. Dạ, cũng được. Nhưng không có chia đều. Nó nghe. Dạ, dạ vâng. À, dạ. Đứng lên nói chuyện nghe chút không? Dạ. À, đứng sao bạn? Thấy đẹp trai không? Dạ. Hồi đây tôi đứng xa đấy, nhầm của tôi à. Dạ. Đứng sát sát mình chút xíu nữa coi. Dạ. Không. Đúng, ok, không okay. Nổi, không nổi. Rồi, thôi, ngồi được rồi đó. Thôi bỏ cái vụ đầu đó, bỏ. Hết giờ rồi, không nút. Đó, suy nghĩ thật kỹ nha, quyết định nha, đo cảm xúc của mình đi. Lúc lên, lúc xuống, cân chia đong đếm coi cái lên nhiều hay cái xuống nhiều. Một. Hai. Muốn lấy vợ lắm rồi. Ba. Làm gì bấm nhanh như vậy? À, nôn quá hả? Em sợ cái nút nó không ăn. Dễ thương đó, bạn trai rất là dễ thương, rất có duyên, nói chơi vậy thôi. Dạ. Chứ không có gì đâu. Dạ. Không có thấy hôi gì đâu sợ. Hy vọng mọi người thì tiến xa hơn. Dạ. Bởi đi xem phim ha. Dạ. Rồi hỏi kỹ nhau nữa. Dạ. Tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ. Nào, chúng ta hãy nắm tay nhau. Cảm nhận về nhau. À, mời các bạn, chúc mừng các bạn. Ưu điểm của em là hát mà mọi người có thể giải trí được. Thì bạn hát giải trí dạ, hát bài giải trí rồi. Từ khi em đến làm anh đôi thay. Nói chung là mỗi người một cá tính, hy vọng rằng với cái tình yêu nồng nàn họ sẽ xóa đi những cái khoảng cách, những cá tính đó. À, họ sẽ đến gần nhau hơn và một ngày nào đó họ sẽ ở cùng nhà nhau. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Hả Màn. Và bây giờ mời bạn nữ bước ra sân khấu. Em chào chị Cát Tường, chào anh Huyền Linh ạ. Chào bạn. Các bạn khán giả. Rồi, em tự giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Nguyễn Lê Vĩnh Hoài Thương ạ. Nguyễn Lê Vĩnh Hoài Thương, tên dễ thương quá nha. Dạ, công việc hiện tại của em là BG ạ. Rồi, dạ. Năm nay mình bao nhiêu tuổi? Dạ, 25 ạ. 25. Rồi, xin mời chàng trai. Chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Chào bạn, bạn có thể giới thiệu về mình. Em tên là Trần Minh Nhật, hiện nay em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay em 26 tuổi. Làm nghề gì? Em làm nhân viên văn phòng, chuyên về lĩnh vực của em là marketing online. 26 tuổi, còn trẻ quá mà. Dạ, chắc muốn cưới vợ. Muốn lấy vợ rồi? Dạ, cam đoan luôn. Mình muốn hay là gia đình hối thúc? Em muốn. Em muốn? Dạ. Bao lâu là lấy, bao lâu nữa lấy được? Được thì em lấy luôn. Ồ vậy hả? Nhưng mình đã có chuẩn bị gì chưa mà đòi lấy luôn? Dạ, em có một túp đường chanh và hai cái tim vàng rồi chị. Không, bây giờ thì anh nghĩ rằng cái điều này khó lắm. Mình phải chuẩn bị cái gì cụ thể? Thì cụ thể thì em cũng đã có rồi. Nãy em chỉ nói vui thôi. Thì bố mẹ em đã có chuẩn bị hết cho em rồi. Quê em ở đâu? Dạ, em ở dân Sài Gòn luôn. Dân Sài Gòn luôn hả? Dạ. Rồi, vậy là chuẩn bị rồi ha. Bên kia dạ. Sao? Thấy bước đầu thuận lợi chưa? Ở Sài Gòn thì tiện rồi ạ. Anh ơi, cho em xin phép hỏi là công việc của anh là mình làm thời gian là vẫn 8 tiếng hả anh? Ừ, công việc của anh đa số làm hành chính. Em còn... nói mình hướng hướng dạ, qua kia kìa. Cổ coi như cổ bà nó tưởng tượng nói chuyện với người yêu bà đi. Dạ, công việc của em là mình chỉ làm có 5 tiếng buổi tối thôi. Buổi tối anh có rảnh hay là bận à? Buổi tối thì anh dành toàn quyền cho em. Dạ, nếu mà em chỉ đi làm buổi tối không thì sao ạ? Thì chắc anh lâu lâu anh xin nghỉ để đi chơi với em. Dạ. Có nghĩa là giờ người này làm ban ngày, người này làm ban đêm? Dạ. Chà, mặt trăng mặt trời cách trở hả? À, thế em có những cái điểm mạnh nào? Sở trường của em là ca hát với lại giao tiếp, chăm sóc khách hàng ạ. Wow. Thôi mình làm bản văn nghệ trước đi rồi dạ. Tính gì đâu tính. Em xin trình bày bài ở Little Love ạ.
A little love, little kiss, little hug, little give, on a little something. There's some memories. You make me cry, make me smile, make me feel the love is true. You always stand by my side. I don't want to say goodbye. You make me cry, make me smile, make me feel the joy of love or kissing you. Bạn nam cảm giác cảm nhận như thế nào khi nghe giọng hát của bạn nữ? Em không biết cảm nhận sao nhưng mà ưu điểm của em là hát mà mọi người có thể giải trí được. Thì bạn hát giải trí dạ, hát bài bạn giải trí rồi, bạn giải trí sao, bạn giải trí rồi? Từ khi em đến làm anh đổi thay, từng trái tim em làm bao đổi thay, vì anh biết rằng được nghe tiếng cười. Nó giải trí thì giải trí hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Mỗi lần buồn buồn bạn hát lên vui à. Được, cái này dễ thương nè. Chị thấy em rất là dễ thương mà cũng giỏi nữa. Thì không có người nào đeo đuổi mình sao? Dạ, môi trường làm việc của em thì đa số gặp gỡ khách hàng rất là nhiều. Nhưng mà hầu như không có người phù hợp ạ. Thế nào là phù hợp với em? Em muốn người như thế nào? Dạ, chững chạc, biết quan tâm, chăm sóc, từng trải. Từng trải? Dạ. Con người lạ quá nha. Dạ, từng trải trong tình cảm ạ. Từng trải trong tình cảm nghĩa là em muốn cái người đã trải qua nhiều mối tình. Ủa dạ, tại sao lại như vậy em? Dạ, tại vì họ sẽ chững chạc hơn. Dạ, bên kia được mấy mối tình? Dạ em được một mối tình chị ơi. Rồi vậy là chưa có kinh nghiệm rồi, chưa từng. Nhưng mà một mối tình là yêu chính thức, còn đơn phương thì em cũng nhiều nên mới trải cũng nhiều. Nhiều là nhiêu? N lần chị. Đơn phương không à hả? Dạ đúng rồi. Đơn phương thì mình có cái kinh nghiệm gì? Kinh nghiệm tấn công và rút lui chị. Là sao? Cụ thể luôn. Cụ thể là em tấn công nếu mà đối phương không đáp trả là em rút lui liền. Trời ơi, không có đeo đuổi chứ hả? Tấn công cũng dài lắm anh. Mình nhờ người khác giới thiệu người bạn gái cho mình. Thì người đó sẽ là tay trong của mình. Rồi, có gì báo liền ha. Dạ, có gì báo hoặc để mình tăng tốc lên anh. Nhất cự ly nhiều tốc độ anh. Em theo đeo đuổi người ta khoảng bao nhiêu lâu, người ta không phát tín hiệu lại thì em rút lui? Bất quá tam là 3 tháng chị. Vậy là không có kiên nhẫn đeo đuổi rồi. Có người ta đeo đuổi cả năm trời vẫn còn đeo đuổi mà. Thì cũng tùy theo tình hình thực địa anh. À, hoài thương. Em có những cái điểm yếu nào? Về điểm yếu thì em hơi nóng tính, với lại rất là thẳng thắn, hay la. Giống như người yêu làm gì đó mà mình phật lòng thì mình hay la lại lắm. La là sao? Ví dụ? Dạ, làm gì giờ trễ vậy? Thì chơi thiếu gì ghê vậy? Thì mặc kệ anh. Kệ, kệ, hỏi làm chi? Sân si. Sân si, ai sân si trước? Giờ muốn làm sao? Thì hỏi ai hỏi chị? Sao em nghe giống trọng gì chị cắt tường trợ giúp cho người thân vậy? Đâu có. Thương đang nói với em đó, ta đang hai người thử tranh cãi con nghe làm sao mà. À muốn sao hả chị? Muốn Huệ. Muốn Huệ thôi, Huệ đi. Bây giờ em cần người bạn gái như thế nào? Em cần một người bạn gái là hiểu và biết chia sẻ với em. Khi có những chuyện như em đi trễ thì hỏi rõ lý do tại sao đi trễ và đi với ai, có lý do gì mà đi trễ, chứ không phải là vô là nạt như vậy. Cứ nạt quá em sợ em chạy luôn. Đó, bên đây yêu mình cầu không thích điểm nào ở người bạn trai? Lăng nhăng, bể bụng hay nói dối, sân si chút được không? Dạ không. Đớp chát giống nãy vậy đó. Dạ thôi. Chị cũng không thích những người mà hơn thua với phụ nữ, nhất là người mình yêu thương. Dạ. Nhìn câu có chết đâu ông. Sân si. Về cái mẫu, về ngoại hình, em thích một người như thế nào? Em nhìn em có cảm tình là được. Em nhìn em có cảm tình thì thua, để em nhìn đi. Có cảm tình lắm đây. Sân si lắm nha ông. Nãy giờ người ta vẫn chơi thôi mà. Tao nói cho vui chứ làm gì nữa. Bên đây cái mặt cười tươi lắm, nói giỡn thôi chứ đâu có căng thẳng gì đâu. Em lên mặt em tươi lắm chị. Phải không? Thiệt. Đi đâu giờ này mới về? Dạ tại là đi với khách hàng xíu chị. Tại em muốn lo tương lai hai đứa này phải tiếp khách hàng trẻ một chút. Bây giờ lấy nhau là ở hai vợ chồng hay là ở với ai? Dạ nếu thời gian đầu thì em có thể ở với bố mẹ, sau thời đó thì em sẽ tìm đường rút lui ra chỗ khác. Mà có tiền chưa? Nhưng mà em có khả năng chị. Mà có tiền chưa? Sắp có rồi. Ngày nào em cũng mua 5 vé số đó. Mày muốn lấy vợ không? Dạ muốn. Đừng nhận mặt với tôi nha. Mà mai mối bà giữ ghê không? Trả treo. Ta dễ thương ghê mà nói. Anh qua coi mặt giùm em anh. Coi mặt giùm ha. Dạ. Để anh coi thử coi. Chào. Dễ thương quá, chào bạn. Dạ. À, anh nói chơi vui nãy giờ cái mặt anh đây anh cười tươi không mà. Nãy giờ anh giỡn đó. Quan trọng là lúc hai người gặp nhau. Dạ. Ha, nhìn kỹ vào mắt nhau. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với em họ, với lại một cô nữa ạ.
xem họ với cô em có thấy anh này được hay không nha. Dạ. Cô đó à, cô của Hoài Thương. Dạ, chào anh Quyền Linh, chào bạn Cát Tường ạ. Rồi. Mình là cô của Hoài Thương. Dạ. Theo cảm nhận của mình khi mà mình gặp Nhật ở đây thì mình thấy là Nhật rất là hóm hỉnh trong suy nghĩ, mộc mạc trong cái nghe mình, cách mình nói chuyện. Và ngoại hình thì rất là đẹp trai nữa. Còn Hoài Thương thì ở ngoài rất là cá tính, mạnh mẽ và tự lập. Nhưng mà thật sự bên trong là một người con gái rất là mong manh và cần được sự chia sẻ, an ủi. Nên anh nếu như mà Nhật thật sự là chân thành thì cô rất là mong là Nhật sẽ ở bên cạnh tìm hiểu và cùng nhau trao đổi mọi cái cho công việc trong tương lai, để mà cả hai có một cuộc sống hạnh phúc với lại nhiều cảm xúc hơn. Dạ, rồi cảm ơn cô. Em có đi với ai không? Em đi với bạn của em. Chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường ạ. Sao bạn? Dạ, em thấy bạn nữ này rất là xinh. Cũng thấy bạn rất là nghiêm túc. Mà tính tình của hai bạn cũng giống nhau nữa. Giống không? Giống, rất là thẳng thắn, cũng tếu nữa. Hai bạn nói mà hẹn hò chắc là hợp lắm á. Rồi, cảm ơn bạn. Bây giờ rồi, chúng ta kéo mặt lại đi. Gặp mặt nhau 2 phút để xem cảm nhận của mình như thế nào. 2 phút bắt đầu. Anh có món quà anh tặng em? Dạ, em cũng có quà tặng. Em mong là món quà này nó sẽ là thay thế em, nếu như mà không có em bên cạnh anh thì nó sẽ là món quà rất là ý nghĩa cho công việc của anh. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Thì mẫu bạn trai lý tưởng của em thì em thấy anh như thế nào? Dạ, cũng dễ thương, có duyên. Dạ, nhưng mà chưa nghiêm túc cho lắm. Em thấy anh chưa nghiêm túc thì nếu có thể hẹn hò thì anh sẽ thể hiện sự nghiêm túc của anh cho em thấy. Dạ. Còn anh thấy em thế nào? Anh thấy em cũng vững chạc nhưng mà thua anh. Dạ. Em có muốn hỏi gì anh không? Anh có thích đi phượt không ạ? Đó là chuyên môn của anh. Dạ, anh thích biển. Thích biển, thích núi và đã nhưng dạ, mà thích biển nhiều hơn. Dạ, em thì đi núi nhiều hơn. Hy vọng là anh với em sẽ có thể một thời gian gần nhất sẽ có một chuyến đi phượt cùng nhau. Dạ. Em có biết nấu ăn không? Nếu như em thương người yêu thì em sẽ nấu. Nếu là một cái món đó em không biết nấu thì sao? À, hầu như món nào cũng biết nấu. Nếu mà không biết nấu thì sẽ xem sách. Nếu mà em cưới em về thì anh sẽ nấu 364 ngày thôi, còn ngày cuối cùng còn lại để em nấu. Để em đi chợ cho. Anh còn gì để hỏi không? Nhìn mặt em anh hơi bối rối, không biết nói. Trời gì hết. Cái mạng thôi được không Linh? Cái mạng chi? Không, nhìn mặt em thấy tự tin hơn. Sao kỳ vậy? Thì cứ nhìn thẳng vô mắt đi. Nhìn thẳng vô mắt coi thấy sao. Đúng là mẫu người của em đã chọn. Khi mà nhìn mặt em thì anh ước là cái đèn mà được kéo lên sớm hơn để anh có thể gặp gỡ và nói chuyện với em nhiều hơn. Sao nãy mới kêu bỏ màn xuống đi? Em đang tình cảm thì sau cuộc hẹn hôm nay thì anh hy vọng là em bấm nút và để có cơ hội tìm hiểu nhau hơn. Rồi, hết thời gian. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định, rất là quan trọng. Nói chơi vui nãy giờ thôi, nhưng đã lúc chúng ta phải chọn, suy nghĩ thật kỹ nha. 3 2 1. Hết thời gian. Bạn gái nó không bấm nút. Bạn có thể nói lý do. Dạ, em cảm thấy không hợp ạ. Về tuổi tác thì bạn còn trẻ quá à. Với lại cái nhìn đầu tiên cảm thấy không thích. Cảm ơn em. Bạn nam suy nghĩ điều gì? Từ những cái nhận xét của bạn gái thì em có thể rút được kinh nghiệm nhiều hơn, nhiều đúng không? Hơn, dạ. Tôi nghĩ rằng là các bạn còn rất là trẻ, còn nhiều cơ hội. Có thể chúng ta sẽ trở thành những người bạn thân thiết với nhau. Tính hai người hợp nhau lắm đó, nói chuyện nhau vui. Dạ em biết. Rồi cảm ơn em, tặng dạ, em nước dạ, xịt thơm miệng thảo dược Relax. Còn chiếc vé xem phim này tôi sẽ giữ lại, tôi và Cát Tường sẽ đi xem. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ Bảy và 22h30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Chào cưng. Trời ơi chị này hấp quá. Chị mập quá. Chị ăn thịt heo nhiều đó. Tôi không có nói nha. Em thích mẫu người thứ nhất là sẽ có sạch sẽ, không hút thuốc, không uống rượu. Tiếp theo là không gia trưởng, không ti bo và không quá cọc tính. Nói chung là người đó là tuyệt đối là không được lớn tiếng. Dạ anh thấy em sao à? Rồi em thì trên cả anh mong đợi rồi. Cho em hỏi vài câu được không ạ? Rồi em cứ hỏi anh trả lời cho.
Anh đi làm nghề bán thịt đi bao lâu rồi ạ? À? Anh này làm từ nhỏ là mà theo chú anh. Rồi giờ anh làm riêng mình nên rồi. À, nếu anh làm riêng anh có nhà cửa gì hay là có cơ sở gì không ạ? À? Dạ anh nói là nhà cửa có đủ hết trơn, chỉ có thiếu vợ thôi à. Đủ hết trơn là thiếu vợ. Mời nhà trai. Rồi chào anh trai. À, chào anh Bình Linh. Rồi ngồi đi em. Xin mời nhà gái. Em giới thiệu đi. Trước tiên xin chào anh Bình Linh. Chào chị Hồng Trân. Chào nữ anh kia. Chào quý khán giả. Em tên là Đoàn Văn Quý. Sinh năm 1982. Quý quê đâu? An Giang. Quý đang làm ở đâu? À, làm kinh doanh tự do anh. Quý làm gì? Quá thịt heo á. Hả? Thịt heo á, thịt lợn. Quý bán thịt heo hả? À. Tôi khoái cái này nha. Bán ở đâu Quý? Bán ở quê nhà luôn. Ở quyền nào? Ở nhiều chợ lắm anh, Mỹ, chợ Mỹ Xuyên, chợ Mỹ Bình, chợ Mỹ Thới, nó nhiều chợ lắm. Em đi vòng vòng bỏ, em có mối. À. Em bỏ mối thịt heo hả? À, chứ không có bán. Em giới thiệu đi cưng. À, em xin giới thiệu về mình, em tên là Đàm Mỹ Trân. Em đến từ thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Công việc của em là giáo viên Anh ngữ. Và em có thể nhận đơn của khách hàng làm mọi đơn như thế, là di chúc, đơn từ và hình thức các loại đơn. Rồi bây giờ em nói về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình coi. Điểm mạnh của em á thì em rất là tỉ mỉ, chu đáo và rất là kỹ tính. Em làm mọi chuyện rất là chỉnh chu, nói chung là em rất là sạch sẽ. Điểm yếu của em là em rất là ít nói, buồn vui thì em cũng tự chịu mình, nếu mà buồn quá em khóc một mình rồi thôi, cho qua rồi hết ạ. À. Rồi vậy đó hả? Năm nay em nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay em 39 tuổi. 39 tuổi. 39 hả? Dạ. Lớn hơn mình đây 1 tuổi. Dạ. Anh trai thì thấy có sao không? Không gì đâu. Không sao đúng không? Thôi. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? À, điểm mạnh anh thì của em thì cần cù. Cần cù. Chịu khó. Ừ. Sống tự lập. Ừ, điểm yếu là gì? Điểm yếu của em thì dễ tin người. Người ta nói gì mình cũng nghe hết trơn. Vậy hả? À, vậy ngộ vậy đó. Rồi em bỏ mối người ta thiếu em có cho thiếu không? Không. 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 Thì nó nói tìm ơi trả. Thì nó mời nó không trả là làm gì ta, giờ không cho thiếu nữa. Vậy đó. Thiếu hoài về tiệm sao? Dễ vậy có chừng có mực hết trơn chứ. Em có mấy mối tình rồi? Hai. Hai hả? Hai à. Mối tình đầu tiên là ở đâu? Mối tình mối thứ đầu tiên là em mới có 20 tuổi à. À. Quen nhau năm? Cũng 4 năm. Vì lễ cưới thì người ta bên kia người ta không có gả. Ừ. Nó nói là không có hợp tuổi. Ừ. Mối tình thứ hai? Tình hai chứ mới chia tay được khoảng chừng 2 năm. Quen mấy năm? Quen khoảng chừng 6-7 tháng. Rồi sao bỏ? Không có hợp. Cái thời gian của em không có. Em tối em phải đi làm 2 giờ em thức rồi. Đấy khoảng tới thức khoảng 10 giờ. Lấy tiền đi gom tiền xong rồi em ngủ. Ngủ tới tối mới thức dậy đi lấy tiền nữa. Thì tối đi làm nữa làm đi hoài đó. Vậy cứ suốt ngày cứ dậy đi làm mà lấy tiền rồi dậy đi làm mà ngủ lấy tiền. Có 2 cháu phụ nó mà làm không kịp chứ mà làm sao sẽ. Ngày em bỏ khoảng mấy trăm ký thịt heo? 500. 500 ký thịt heo? Trời ơi dễ sợ chưa. Heo này heo gì? Heo ngủ anh. Anh ơi mặt nó ghét. Anh phải giờ mặt heo nó ghét á. Nhìn thấy ghét quá. Đàn trai là đường tình duyên gì đó. Còn mình sao nè cưng? Đàn gái sao? Mấy mối tình rồi? À, dạ em thì hồi nhỏ đến lớn là em đi học suốt à, với ra trường là có công việc làm liền, rồi cái lo công tác ở bên trường mới, rồi tới năm 35 tuổi em mới nhìn lại mình cũng một mình à. Ừ. Rồi cái có bạn bè với bà con giới thiệu, nhưng mà lúc đó thì mình thiếu kinh nghiệm sống, mình học không à, mình không có nhìn người chính xác, thành ra cũng có quen cũng dắt về gia đình, nhưng mà y cũng rủ đi uống cà phê này kia nọ, thì mình cũng nhìn ra bản chất của y. Người thứ nhất á thì tánh tình của y rất là keo kiệt, hình như là y tiền bạc cái gì rất là quan trọng, không có quan tâm tới mình. À, người thứ hai á là tánh tình y lăng nhăng, thành ra quen mình còn quen người khác, thành ra em cũng thấy em cũng không được vui, thành ra em thôi luôn. Em mới kèm tới chương trình luôn à. À dạ. Có nghĩa là em đã chia tay cái người thứ hai được mấy năm rồi? Dạ cũng gần 10 năm rồi. Gần 10 năm rồi. Chào em. Dạ chào anh. Em gặp hai y rất keo kiệt đúng không? Một y keo kiệt, một y lăng nhăng. Trời ơi, hôm nay tới đây có cái anh này á, thực chất nói anh này rất là dễ thương luôn á. Ảnh kinh doanh đó, một ngày mà bỏ 500 ký thịt heo là dữ dội lắm luôn á nha. Ảnh có tặng em món quà là nguyên con heo. Cũng dễ thương lắm. Chút là quay luôn nha. À, dễ thương lắm. Dạ em cảm ơn. Ừ. Để qua coi nhà trai coi. Chào chị. Chào cưng. Trời ơi chị này mập quá. Chị mập quá. Tại chị ăn thịt heo nhiều đó.
Tôi không có nói nha. Không thì có sao vậy? Tại lúc đó em biết chị giờ ôm nhách à. Ừ. Đúng gì cái giờ chị sao? Giờ thấy chị sao? Giờ mập mình vẫn cũng đẹp bình thường. Mập mà vẫn đẹp. Bạn này vui lắm nè. Một bên ta không nói tiếng nào, bên bạn này ít nói lắm. Rồi em bù lại cho. Ờ em bù lại cho đúng không? Ừ. Rồi bây giờ ước mơ cái người bạn gái phải ra làm sao nè? Thì nói chung bạn gái thì em muốn người phụ nữ trong nhà đi nấu ăn được rồi, còn tiền để em kiếm. Hỏi còn kiếm tiền là em đi kiếm, còn nhưng mà người ta đang ngon quá mà người ta kiếm tiền bên đây cũng dữ dội lắm, người ta đâu có thua gì. Rồi sao nữa, muốn cái ngoại hình sao nè? Ngoại hình giống như cao cao khoảng chừng 1m56, cao 1m56, tóc dài như chị vậy đó. Rồi tóc ngắn không được sao? Em phải tóc dài hơn, phụ nữ dài là đẹp nhất. Để từ từ dưỡng nó dài. Em biết thì em thì mỗi người của em mình là gì đó. Ừ, một ngày thì ông cho vợ ông nhiêu tiền nữa tôi nghe. Muốn lấy gì thì lấy, biết cho nhiêu giờ, vợ giữ tiền. Muốn lấy nhiều lấy hả? À? Tại vợ giữ mình không giữ đâu. À, tức là đưa tiền cho vợ giữ đúng không? Vợ giữ hợp lý hơn. Nghe thấy mắc ruột không? Mẫu hình người phụ nữ em giống ai không? Giống Lan Ngọc. Lan Ngọc nào? Ninh Dương Lan Ngọc hả? Dạ đúng rồi chị. Cao. Đòi hỏi gì thấp chuẩn vậy trời. Cái mẫu của em, của em vậy thôi chứ đâu có đòi mà đâu. Ví dụ bây giờ không có người giống Ninh Dương Lan Ngọc thì sao? Coi chị cũng được vậy. Coi chị là ok rồi. Ok rồi, đúng không? Yeah. Em thích một mẫu người đàn ông lý tưởng như thế nào? Em thích mẫu người thứ nhất là tuyệt đối sạch sẽ, không hút thuốc, không uống rượu. Tiếp theo là không gia trưởng, không ki bo và không quá cọc tính. Nói chung là người đó là tuyệt đối là không được lớn tiếng. Có chuyện gì á cũng phải từ từ nói nhỏ nhẹ với nhau. Em chỉ có hút thuốc thì không có gì. Rồi có thuốc chút thôi, tất cả mọi thứ vui vẻ. Hút thuốc thì đi ra ngoài hút chứ vô nhà rồi, hút. Rồi, 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 ok em, anh ra ngoài liền, khỏi kia cũng ra nữa. Bỏ luôn đi. Em bỏ mấy lần bỏ không có được. Giờ bỏ luôn đi. Nhậu thì tuyệt đối là em không có nhậu. Lâu lâu em mới nhậu lần, có đám tiệc rồi đám cưới rồi đó. Dữ lắm rồi em mới nói em mới nhậu. Chứ em không có nhậu. Thì được rồi ha. Dạ. Để mình hỏi ý kiến người thân coi sao. Dạ. Em đi với ai? Dạ em đi với ba của em à. À, à dạ, chào, chào chú. Tiên xin chào em Siêu Huyền Linh và Hồng Vân à. Dạ. Chào quý khán giả trường quay à. Dạ chào cháu đây à. Theo nhận xét của tôi á, cháu này hơi ốm. Bán thịt heo mà sao mà ốm quá. Còn quá ốm nè chú ơi, còn bảy mấy ký lần cái hình con dây chú thấy không thấy mập đâu. Dạ, à, nhưng mà tướng tá này coi cũng được. Dạ. Nói chuyện thì vui vẻ. Tôi chỉ đi theo thâm mưu thôi, quyết định là cho gái tôi. Dạ. Bây giờ thì nhờ chương trình nó cũng như là tạo điều kiện cơ hội cho hai bên nó tìm hiểu nhau thôi. Dạ. À, tôi kênh có ý kiến nhiều thôi. Cảm ơn chú. Anh trai đi với ai? Em đi với chị ba của em, với bạn thân của em. Dạ chào, chào chú Quỳnh Linh nhà cô. Dạ chào chị. Tôi là chị của Quý. Chị ba thấy em giàu tương lai thì cũng được, nhưng mà để cho hai đứa nó trò chuyện với nhau đó, như nó tìm hiểu, tự tìm hiểu, hiểu nhau đó. Rồi nó hợp với nhau thì tiến tới hôn nhân. Dạ, chị ba ủng hộ không? Ủng hộ. Em cảm ơn. Ủng hộ nha. Rồi cảm ơn chị ba. Rồi bây giờ mình mở rào cho hai người gặp mặt. Dạ nha. Trước khi mở rào em nhờ anh Quyền Linh đọc cái bài thơ này nãy em quên nè. Anh đọc hả? Dạ. Anh giọng anh tốt, em đọc giùm em nha. Cũng ngắn. Gửi người khách lạ phương xa, biết nhau tại chốn trường quay, biết nhau do bởi chữ duyên cơ cầu. Ngày mai nếu có nợ duyên, mong anh giữ vẹn sắc son đôi mình. Yêu em từ tận lòng anh, yêu em tóc đen đến tóc hoa râm chẳng lìa. Yêu em những lúc giận hờn, yêu em từ những cái nhìn trái tai. Yêu em ngay những muộn phiền, yêu em từ những trách phiền vu vơ. Yêu em cả lúc anh xa, yêu em ngay những thói đời bạc đen. Yêu em cả lúc trái lời, yêu em cả lúc bộn bề chuyện công. Yêu em cả những bộn bề, yêu em cả lúc so bì thiệt hơn. Yêu em cả lúc khốn cùng, yêu em cả lúc nhóc nheo bế bồng. Yêu em cả lúc anh thay đời lên mây, chung tay chia sẻ ngọt bùi cùng em. Đàm Mỹ Trân. Thơ này là Trân sáng tác phải không? Dạ. Thơ của em làm hồi nào vậy? Dạ em làm hôm qua. Hôm qua hả? Dạ. Nè gửi em nè, lúc nào sáng đi bán heo á, thịt heo rồi lấy ra đọc cho nhớ. Rồi. Nha. Rồi. Bây giờ mở rào đi. Mở rào nha. Ừ. Dạ. Em thấy bài thơ nãy được không? Được, quá được. Quá được ha. Quá được. Rồi mở rào là tặng món quà, là nói ý nghĩa món quà này thế nào nha.
Đó, đứng sẵn đó, chuẩn bị tặng quà nha. Đứng lên tặng quà ha. Cảm ơn chị. Bắt đầu. Rồi đứng lên nè. Chào em. À, em chào anh ạ. Anh có quà tặng em. Dạ. Anh thích con heo gì tặng heo cho em. Dạ, em cảm ơn ạ. Đưa đây, đưa heo chị cầm giùm cho. Dạ. Em Khoan. Để con heo lại. Rồi nói anh tặng em heo này ý nghĩa gì đó nói đi. Con heo này giá trị nó không có giá nhưng mà nó có giá trị là anh tặng cho em. Dạ. Nhưng mà sau này mà em về nhà em thấy con heo là anh nhớ tới anh, đúng không? Dạ, dạ em cảm ơn ạ. Dạ em cảm ơn chị ạ. Em cũng có quà tặng anh. Nhiều với em. Đầu tiên là đặc sản quê em ạ. Rồi rồi anh biết, cảm ơn. Cái thứ hai là em tặng anh hộp nhạc ạ. Anh có thể mở xem ạ. Sao em lại tặng hộp nhạc? Em thấy cái bản nhạc này cũng hay. Nếu như mà bản nhạc này đừng đứt khúc thì mình sẽ còn nhau mãi, em xin hết ạ. Dạ, món quà thứ ba là món quà em muốn anh đọc lớn cái bức thư này em gửi cho anh nè. Xin chào một nửa duyên em. Hôm nay là ngày lên sóng truyền hình lần đầu tiên trong cuộc đời em, và cũng là người ngày đầu tiên em gặp anh tại trường quay. Đến với nhau là một chữ duyên, gắn với nhau là một chữ nợ. Đường đi còn dài ở nơi em chỉ. Mong anh dành cho em tình cảm chân thành, yêu nhau trong sự tôn trọng và yêu thương em. Mong anh hãy cho em một cam kết vững chắc và một lời hứa vững bền từ tình yêu của anh, để mình có thể đi chọn cuộc đời này. Nếu tình cảm của cả hai đủ lớn và đủ sức kết nối nhau trên cuộc đời này, anh à, cuối cùng lời em mong anh sẽ là sự hội ngộ và là bước đi khởi đầu để cùng nhau đi đến trọn đời cả anh và em. Anh vô lòng ký tên giùm em vô cái bức thư luôn ạ. À? Ký tên luôn ha. Dạ. Trời ơi. Ký đâu em? Đây được không? Dạ ký vô đây. Ký tên luôn hả? Chừng giấy kết hôn đó. Dạ ký tên luôn. Dạ ghi rõ họ tên giùm em luôn. Họ tên luôn ha. Trời ơi ghi rõ họ tên luôn kìa trời. Dạ em cảm ơn à. Anh nghĩ sao về em à? Em hả? Vậy vậy cũng dễ thương. Quan trọng là biết làm đồ ăn trong nhà được hay là được rồi. Thì làm đồ ăn thì em nấu mọi món đều được. Do có cái họ không có thời gian nên nếu mà muốn nấu thì phải giùm em. Em về với anh là có thời gian hả? Công chuyện của em là buổi trưa em ăn ở ngoài, nhiều khi em ăn công tiệm luôn. Rồi như anh gì á, anh không ăn công tiệm không? Tại vì không ai nấu ăn công tiệm thì sao? Không ăn nấu thì sao? Dạ anh thấy em sao à? Rồi em thì trên cả anh mong đợi rồi. Cho em hỏi vài câu được không ạ? À? Rồi em cứ hỏi anh trả lời cho. Anh đi làm nghề bán thịt đi bao lâu rồi ạ? À? Anh này làm từ nhỏ là mà theo chú anh. Rồi bây giờ anh làm riêng mình nên rồi. Ờ, nếu anh làm riêng anh có nhà cửa gì hay là có cơ sở gì không ạ? À? Dạ anh nói là nhà cửa có đủ hết trơn, chỉ có thiếu vợ thôi à. Đủ hết trơn là thiếu vợ. Giờ hỏi là hẹn hò sao nè? Em anh thì ngày nào cũng làm hết, không ngày nào nghỉ. Nhưng mà em muốn đi chơi với em thì em phải nói trước là em có rảnh ngày nào là anh xuống ngày nấy. Dạ có gì mình liên hệ bằng số điện thoại sao đây ạ? À? Có Zalo mình nói chuyện nhau dễ mà. Dạ dạ. Anh muốn hỏi gì em không ạ? À? Em thì anh hỏi em giờ trước tiên thì em có ha, có hung dữ không? Em này không có hung dữ đâu, giận thì em đánh thinh không có nói gì đâu à. Dạ. Nhưng mà em không có nói chuyện cả tháng luôn à. Gì dữ rồi trời. Tại có gì đó nói em hoài làm sao sao chịu nói, phải nói cái gì em mới nói cái gì, em phải bày tỏ là em không chịu cái gì anh mới biết. Thì ba em đi vô hoài đâu có biết đường đâu giải cho em. Thì ba em đi cũng biết em giận là em không có nói chuyện. Vậy hả? Dạ. Tại vậy em kích thích là tao nói chuyện à. Nhưng như cái đồng hồ đó em phải mở lên nó mới kêu, không mở nó gì nó kêu. Đúng rồi đúng không? Cái đồng hồ đó em phải mở lên nó mới kêu. Đúng rồi. Nếu mà được thì bao lâu anh tiếp với hôn nhân được à? Ba là 6 tháng được em. Tại vì anh lớn rồi không còn nhỏ nữa. Mà nếu đủ kinh tế để là nuôi vợ nuôi con được. Bây giờ là em bước tới bên cô gái, em hát một bài hát nào đó hay gì đó. Nắm tay cô gái. Nắm tay anh lên. Nắm hai tay vô luôn đó. Cất lá thư đi, nắm hai tay. Nhét đây nè, lấy đây nè. Đó, trời ở đây không cho bỏ vô. Đúng rồi. Anh ca cho em nghe bài nha. Mẹ nói với anh mẹ rất thương em. Em thì nết na nhu mì quảng hiền. Ý mẹ thầm mong em là dâu. Xin em một câu hẹn ngược. Nhờ người qua mối mai trầu cao. Giờ em trả anh nha. Giờ em trả anh nha. Trời ơi. Trời đất ơi cứng dễ sợ. Nói mà... gì với em cái đai đi.
Em chỉ mong là sao nếu mà em bấm chuông á, sau này thì anh chia sẻ quan tâm mà được rồi, em không có cần gì hết á. Dạ. Dạ. Rồi rồi. Anh nói anh hứa gì em? Này anh hứa trong hướng này không? Cái tên vô nữa thì ghê quá. Rồi, giờ chuẩn bị nè, chuẩn bị nhấn chuông nè. Bây giờ mình để tay mình nút bấm. Nếu nghĩ đây là nửa manh ghép của mình, hãy bấm nút ngay, đừng chờ đợi gì cả. 1, 2, 3. Trời ơi, ai bấm khách khách ớn thiệt chứ. Trời đất ơi. Rồi, chính thức luôn, hai người nắm tay nhau đi. Bấm hư nút của người ta luôn vậy đó. Khách khách, trời chị ơi. Chị đi ghê quá. Trời ơi, tôi đứng đây tôi còn nghe mà bên người ta em luôn à. Em cảm giác trong lòng mình bây giờ thế nào? Có gì không? Nhưng phải vui anh. Khoái anh quá. Khoái anh quá. Khoái anh quá hả? Khoái. Bữa nào về tặng anh ký tờ theo nha. Ok anh. Điện. Có dồi trường rồi nha. Có luôn. Rồi phải alo em trước mới được. Cái người ta thích ăn thịt heo á thì nó bỏ qua. Nhưng mà em thấy bạn gái của em được không? Hợp với em không? Quá được. Dạ ôm hôn cái đi nè. Bác ơi cho con hôn em con gái quá. Rồi hứa đi. Hứa với bà sao? Bây giờ con hứa với bác là vì con giờ cũng trưởng thành rồi, đủ trưởng thành để nuôi con của bác. Mong là sau này con sẽ thương em nó như bác thương em vậy đó. Hay quá, hay quá. Thương bác em nó như là bác thương. Bác cho con hung em một cái bác. Anh làm cái nha. Đứng im nha. Anh về phải nhớ anh mới được nha, không nhớ không được nha. Cũng mà miết luôn. Hết sức. Không lẹ quá nó không hay, từ từ mới nhớ. Nè, lại hung em cái nha. Ôi, thế nào cũng nhớ anh ạ. Anh phải em rồi á. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Makano tặng bạn một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Makano tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Makano thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màng lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kềm dầu hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nếu hai bạn tính đến hôn nhân, Makano sẽ tặng máy lọc nước phong thủy ion kềm trị giá 13.800.000 đồng. Makano phong thủy ngũ hành vượng khí thăng hoa, gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan, bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7.000.000 đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Rồi, hai đứa hạnh phúc nha. Rồi, cảm ơn anh. Cảm ơn chị. Hạnh phúc nha kia. Nếu nào gặp anh đang gia, tặng anh ký theo nha. Ok em, nói cái gì cũng được hết. Rồi, chờ bạn gái đi trước, mình đi sau. Bảo về bạn gái. Nào. Rồi, đi nha kia. Dễ thương quá, Vân hả? Ừ, dễ thương quá. Còn bây giờ chúng ta gặp gỡ cặp đôi thứ nhì xem họ có đồng ý bấm nút nhau không nha. Ưu điểm của con là người sống rất là kỷ luật và rất là tôn trọng thời gian và rất là yêu thích trẻ con. Khuyết điểm của con thì cũng vẫn còn nóng tính. Hồi trước thì khi con có nóng tính á thì con có đập đồ, nhưng mà mình đập những cái gối thôi để nó không bể. Khuyết điểm của con là hay nhút nhát, rất là sợ nói chuyện với con gái. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Rồi, anh trai, mời đi em. Rồi, nhà gái mình tự giới thiệu coi nè. Dạ, lời đầu tiên con xin kính chào cô Hồng Vân và chào chú Quyền Linh. Chào con. Và con chào tất cả khán giả có trong trường quay ngày hôm nay. Và xin chào anh bên kia ạ. Dạ, con xin tự giới thiệu, con tên là Lê Nguyễn Thanh Chi. Hiện con 25 tuổi và đang là giáo viên tiểu học, công tác tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Con ở đây luôn hả? Dạ, đúng rồi ạ. Họ gì con? Họ Trịnh, họ Nguyễn. Nè, người ta không phải là Kim Chi, người ta là Thanh Chi. Vậy mà tôi nghe tôi tưởng Kim Chi. Rồi, mời em trai. Dạ, con chào chú Quyền Linh. Chào con. Chào cô Hồng Vân, chào bạn nữ bên cạnh và chào quý vị khán giả trong trường quay. Thì con tên là Lâm Quang Tường, năm nay con 25 tuổi, quê ở An Giang. Và con hiện tại con đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của con hiện tại là một làm AI Researcher cho một công ty ở quận 3. Làm gì con? AI Researcher. Là cái gì? Đó là một công việc về mình làm về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Cụ thể là sao con? Cụ thể là con làm tạo ra cái tiếng nói cho cái máy, cho một cái máy nào đó. À, giống như robot là cần tiếng nói này kia đó hả? Dạ, con làm. À, rồi. Con nói về ưu điểm, khuyết điểm của mình đi. Ưu điểm của con là
con là người sống rất là kỷ luật và rất là tôn trọng thời gian và rất là yêu thích trẻ con. Khuyết điểm của con thì cũng vẫn còn nóng tính. Hồi trước thì khi con có nóng tính á, thì con có đập đồ, nhưng mà mình đập những cái gối thôi để nó không bể, không tổn hại đến tài sản. Rồi mời anh trai. Ưu điểm khuyết điểm cho mình, cho đàn gái người ta nghe luôn. Dạ, về ưu điểm của con thì là con không hút thuốc, không uống rượu bia, hay giúp đỡ mọi người, thích ca hát trong công ty, biết chơi guitar, rồi sau đó biết chơi thổi sáo. Rồi có khuyết điểm gì không? Khuyết điểm của con là hay nhút nhát, rất là sợ nói chuyện với con gái. Đó là lý do con ế tới giờ. Con có mối tình nào chưa? Dạ, chưa có mối tình nào. Chưa luôn hả? Ôi vậy hả? Trời ơi. Ôi, còn mình thì sao? Mình có mối tình nào chưa con? Dạ, con có một mối tình. Lý do chia tay? Dạ, là do yêu xa. Rồi chia tay bao lâu rồi? Dạ, tính tới nay thì cũng 2 năm rồi. Trời ơi, cái chữ đẹp giống như in vậy. Menu quán đồ ăn hay gì vậy? Chữ của con hả? Dạ. Trời ơi, chữ nó đẹp giống như là chữ in luôn á. Cho đàn trai coi cái tờ đó coi. Không, chút xíu quà của người ta. Chào con. Bây giờ con mong muốn cái người bạn nữ mà người yêu của con sẽ như thế nào? Dạ, thì con mong muốn một người bạn nữ đầu tiên là tính nết, thật là hiền lành, chăm ngoan, rồi biết phụ giúp gia đình. Còn về ngoại hình thì con muốn sao nè? Dạ, con muốn có một mái tóc dài. Tóc dài. Dạ, thích, và không có xăm mình. Rồi sao nữa nè? Về ngoại hình thì con muốn cỡ ngang con. Con thích một người con gái truyền thống, cho nên thích mặc áo dài. Để chú qua chú coi đàn gái nha. Dạ. Con là chưa có tình mối tình nào đúng không? Dạ. Đây là mối tình đầu phải không? Dạ. Mong ước của con là con chỉ mong muốn là một mối tình, và mối tình đó sẽ là mối tình duy nhất của con. Mối tình đầu cũng là mối tình cuối. Mối tình đầu cũng là mối tình cuối đúng không? Dạ. À được. Dạ con chào chú. Chào đàn gái. Dạ. Dễ thương, con là chuẩn đó. Dạ. Áo dài trắng dễ thương ha. Áo dài hồng. Con mắc bị gì vậy? Áo dài hồng. Ơi, bây giờ con không thích điều gì ở đàn ông nè? Dạ con không thích một người gia trưởng với lại là hút thuốc, tại vì con không chịu được khói thuốc lá. Đàn trai bên đây không có gia trưởng đâu, hiền lành nhút nhát lắm ha. Dạ. Nhìn thấy biết không hút thuốc rồi. Tại vì nhìn cái răng trắng là không hút thuốc. Dạ. Rồi bây giờ nếu như hai đứa mà hợp nhau á, thì khoảng con nghĩ là khoảng bao lâu mình sẽ cho đàn trai bước tới? Dạ bước tới đâu? Bước tới nhà con nhân á con. Dạ có thể là 1 năm hoặc 2 năm ạ. Và tuổi đó gia đình là đẹp rồi đó con ha. Tuổi con cũng đẹp rồi. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Trai đi với ai vậy? Dạ hôm nay con đến với ba con, hai đứa bạn và nhân viên, những con người nhân viên trong công ty. À rồi, xin chào nhà trai. Dạ xin chào MC Quỳnh Linh, xin chào chị Hồng Vân. Dạ. Dạ xin chào tất cả anh em trong cái trường quay. Dạ, xin chào cháu, xin chào gia đình của nhà cháu. Tôi tên là Lâm Quang Cánh, quê ở An Giang. Đến đây để cho con tôi giữ cái buổi mà họ hẹn, thì gặp cháu ghe bé này thì phải nói là cũng rất là xinh. Thì con ơi, thì hai con làm sao như thế nào cho nhau một cơ hội để làm quen với nhau, để tiến tới cái hôn nhân. Cảm ơn nhà trai. Gái đi với ai? Dạ, con đi với chị ruột với lại hai chị đồng nghiệp. Mời là gì nhà gái? Dạ em xin chào anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân, chào bác. Bác, chào mọi người trong trường quay và chào bạn Nam bên đây. Thì bé Chi ở nhà nó rất là ngoan, và chỉ có một cái tật xấu nho nhỏ thôi, đó là nó rất là mê ngủ. Nhưng mà cái nó thì mình nghĩ là chắc có thể là sửa được. Còn về bạn Nam bên đây á, thì là chị thấy là em rất là dễ thương, mà hai bé rất là xứng với nhau, và hy vọng là hai em có thể cho nhau cơ hội để mà tìm hiểu, để tiến tới xa hơn. Đi lo gia đình cho em gái. Dạ. Mình có gia đình chưa? Dạ chưa. Dạ chưa. Rồi vậy thôi, mấy bữa nữa lên đây ngồi. Dạ chứ em cũng hy vọng vậy. Rồi bây giờ mình mở rào cho hai trẻ gặp mặt nha. Dạ. Mở rào. Dạ, chào bạn. Dạ. Em cũng có quà tặng anh. Cảm ơn. Dạ.
cái gì đó. Đây là một bài thơ có tên là Chỉ Mình Anh Thôi, của tác giả là Vũ Thắm. Xin đọc ạ. Lời anh nói khiến tim em càng sao động, muốn bên anh trao hơi ấm vòng tay, nụ hôn nồng êm dịu thật mê say, để anh hiểu lòng em đây thật rõ. Tình yêu này chỉ dành cho anh đó, mãi muôn đời không như gió thoảng qua. Em giữ gìn tình cảm chẳng phai nhòa, luôn tươi đẹp như tòa sen tuyệt mỹ. Qua tháng năm tình yêu mãi bền bỉ, dẫu khó khăn ta vững trí bền lòng. Tim yêu thương vẫn sáng đỏ như mong, trường tồn mãi luôn nồng say anh hỡi. Dấu yêu ơi em vẫn hằng chờ đợi, ngày bên nhau ta khơi gợi lửa tình. Vòng tay đang lay động ánh mắt xinh, cuộc đời này chỉ mình anh thôi nhé. Như vậy là cái bài thơ này giống y như cái điều con mong muốn đó. Có nghĩa là tình đầu cũng là tình cuối đó. Anh rung lắm hả? Thì cũng không rung gì mấy. Thấy em rất là hiền. Dạ em hiền lắm, học sinh thích em lắm à. Thì khi mà quen nhau thì em có thể có rảnh vào ngày nào mình đi như xem phim này kia. Dạ thì phần lớn là em sẽ làm việc trong giờ hành chính. Thì em cũng sẽ có thời gian rảnh vào thứ bảy chủ nhật. Anh thì có sở thích là nhiếp ảnh thì em dạ em có sở thích là được chụp ảnh. Dạ. Nếu vậy thì tốt quá. Dạ tính em cũng khá là nóng tính. Cho nên là đôi khi em đi làm em cũng sẽ có một số áp lực á. Cho nên là sẽ đôi khi em cũng sẽ nói nhiều nữa. Cho nên là anh có khó chịu khi mà em nói nhiều không? Thì hằng ngày thì anh tối ngày chỉ ngồi trước máy tính thôi mà, ít khi nói chuyện với người khác. Về nhà và ban đêm thì anh cần có người để chia sẻ, nói chuyện này kia. Thì em nói chuyện nhiều cũng tốt. Bây giờ nó nóng tính vậy con chịu được không? Con có gia trưởng không? Bé này nó sợ nhất là gia trưởng nè. Con thì cũng không gia trưởng gì mấy. Dạ. Không có gì mấy là sao, là có hả? Dạ thì con cũng gia trưởng đúng lúc thôi chị cô. Ví dụ cái gia trưởng của con là sao nè? Ví dụ như là mình nuôi dạy con cái. Cái là dạy con là... mà lại gia trưởng là như thế nào? Là sao luôn cô không biết luôn á. Dạ. Thì giống như là nó quậy quá thì mình phải như mình phải quản lý nó chặt chẽ hơn. Dạ như dạ à, cái đó là đúng, cái đó là phải gia trưởng. Dạ. Ví dụ bây giờ đó là con muốn con trai mà giờ con để con gái là con không chịu đó. Đó thì đó mới là gia trưởng đó. Đó. Ừ. Dạ, dạ, dạ. Nói vậy cái bạn hết hồn. Dạ. Bạn trai không có gia trưởng đâu, nhìn cái tính không bao giờ gia trưởng đâu. Không chừng về bên đó mới gia trưởng đó. Nhưng mà bên đây đâu nha. Rồi bây giờ con đưa cái tờ này cho chú nào. Dạ. Con bước tới nắm tay bạn gái, truyền cảm xúc cho nhau xong mình quyết định nào. Bắt tay hả? Chưa nắm lần nào tội nghiệp nữa. Con nhìn thẳng mắt bạn gái. Suy nghĩ gì nói. Anh muốn hát tặng bài bài của bài tên là Mãi Mãi. Tình yêu đó riêng cho em, một đời mãi không quên. Bài hát tặng em mối tình khát khao. Đời bao giông tố, đời nhiều trông gai, anh vẫn yêu tình yêu có em thôi đến suốt đời. Dạ em cảm ơn. Mình anh đáp lại liền con chi. Dạ vậy em cũng gửi anh một đoạn nhỏ trong bài Mình Yêu Nhau Đi. Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh, hãy để cho chàng anh cười lắng nghe tim muốn gì rồi nói cho em nghe một câu thôi. 1, 2, 3, 5 anh có đánh rơi nhịp nào không? Nếu câu trả lời là có, anh hãy đến ôm em ngay đi. Em đã chờ đợi từ anh giây phút ấy cũng lâu lắm rồi. Và dẫu cho mai sau có ra sao thì em vẫn sẽ không hối tiếc vì ngày hôm nay đã nói yêu. Dạ rồi. Ơi. Hai cái bài hát nó nói hết rồi Linh ơi. Rồi. Hai bạn trẻ để tay vào hai cái bấm, nè, bút bấm, nhắm mắt lại. Bây giờ kiểm tra lại con tim của mình xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình cùng đi suốt cuộc đời còn lại hay không. Nếu đúng đừng ngần ngại, cứ bấm ngay cái nút đó. 1
2 và 3. Mặt con trai cưng ghê, giống như nó bắt được của vậy đó. Nắm tay đi con. Bây giờ nói xin chị với lại ba má của bạn gái đó cho phép tụi con bắt đầu rồi, bây giờ tụi con hẹn hò với nhau. Em muốn xin phép chị và gia đình cho em được quen với bạn đây. Em hứa sẽ quan tâm chăm sóc cho bạn cũng như là bảo vệ bạn. nhớ bạn tên gì không? Tên Chi. Con nói với bác đi, con nói với bà đi. Dạ, và đầu tiên con xin chào bác. Hôm nay con cũng rất là vui khi con được gặp anh đây với lại gặp được gia đình ạ. Thì qua chương trình này thì con cũng rất là hy vọng là con với anh sẽ có thời gian để tìm hiểu và nếu được thì có thể tiến xa hơn được nữa ạ. Bây giờ đó nè, nụ hôn đầu tiên tôi cũng căng giùm cho chú nè. Dạ. Coi cho được nha, chứ chưa được. Trời, nó giống như chim mắm mồi ông nội ơi. Bên đây nè, đó. Đó. Lại. Lần đầu tiên từ từ để nguyên đó. Để nguyên đó. Để nguyên. Dạ rồi. Kinh quá trời kinh nè. Dạ. Nhưng mà cái cảm giác hung đầu tiên nó sao con? Cảm thấy nó... Nó sao? Hả? Nó sao? Hả? Nói chú nghe nó coi. Nó lần lần hả? Dạ. Hồi đó giờ anh quen ăn cá, bây giờ lần đầu tiên anh hung lên má. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Makano tặng bạn một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Makano tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Makano thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màng lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kèm dầu hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, Makano sẽ tặng máy lọc nước phong thủy ion kiềm trị giá 13.800.000 đồng. Makano phong thủy ngũ hành vượng khí thăng hoa, gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan, bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7.000.000 đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Rồi, chúc mừng người con nha. Chúc hai đứa tìm hiểu nhau, cố gắng hỗ trợ cho nhau để chăm sóc cái mối tình này nha. Dạ, con cảm ơn chú Quyền Linh ạ. Rồi. Rồi, như vậy là hôm nay chúng ta rất là vui thưa quý vị. Chắc chắn là những hình ảnh vừa rồi quý vị sẽ không bao giờ quên. Bà Nguyễn Hòa luôn luôn muốn kết đôi những cái cờ nửa yêu thương trong cuộc sống này đang ở đâu đó, muốn ghép họ lại với nhau để họ có thể hạnh phúc suốt cả cuộc đời. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào lúc 15:20 chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn nhãn hàng mắc he viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc đã tài trợ thực hiện chương trình. Sản phẩm có mặt trên thị trường 10 năm qua, mắc he cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không mọc tóc sau 3 tháng sử dụng. Và bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào và hẹn gặp lại. Người thì thường thích chia sẻ câu chuyện với cả tâm sự với em. Em rất biết lắng nghe và an ủi người khác ạ. Có nắm tay chưa? Rồi ạ. Có hôn nụ hôn đầu tiên chưa? Chưa anh ạ. Sau quen 2 tháng hôn thì nụ hôn đầu tiên đi chứ. Chắc là em ngại quá. Lái trong công ty chứ không phải lái ở ngoài đường thôi. Cho nên em đừng có sợ lăng nhăng nha em. Ừ. Ú lái xe. Chơi khá là thân với lại các em bé dưới 10 tuổi và người lớn trên từ 70 trở lên. À. Dạ. Người ta hẹn em mấy giờ thì em phải bắt buộc phải đến đúng thời gian đó, không được đi trễ.
Tốt. Em thì em cũng muốn là bạn gái mình chín chắn rồi lo sau này nữa chứ. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh.